Alo, à vợ chú Tư Bình hả? À phải rồi, ăn nông rau cứng cây được coi như là một trợ thủ đắc lực cho những người canh tác à, tất trên tất cả các loại cây trồng luôn đó, nhưng mà nhất là lúa. Mình nhớ không, ăn nông rau cứng cây nè, có kali vận chuyển chất hữu cơ nè, silic làm cứng cây nè, rồi canxi cũng làm cứng cây nè, là giữ được nước nè, rồi chitosan lại phòng trừ được một số cái bệnh nè. Phải rồi, ủa mà cô rành lắm mà bữa nay sao phải hỏi tôi vậy? À, chút cô gọi lại nha. À má Năm, Chị có một cái ý muốn hỏi em nè. Chị muốn cái cây á, mà nó cứng cáp mà nó không bị ngã đổ á, chị phải sử dụng sao? Từng tự ra sao em chỉ chị đi. ủa sao nghe nói chú tôi bình rành lắm đang tư vấn cho má Năm mà. Trời ơi, chính biết sao không? Tại vì á, con mới đi họp về, mới đi 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 hội nghị về thì con có cái tài liệu mà con nói á, mấy năm không có tên, mấy năm mới nói hỏi là chính chứ Thôi ăn thôi, vậy mình vô nhà nói chuyện đi ha. Qua vô nhà nói chuyện đi ha. dạ. Vô đây chính. Mấy năm ngồi đi. Ồ, nhà chính đẹp quá trời luôn hả? À, mấy năm uống nước đi. Đâu, chú Bình hồi nãy nói sao mà ồn quá, chính nghe không có rõ sao. Dạ đâu có gì đâu, có nghĩa là con á là đi hội thảo nông dân của công ty mình tổ chức thì thấy có mấy cái phân bón hay quá À rồi con mới về con nói với má Năm. Rồi nói má Năm thì má Năm nói thôi sẵn đây á là chở má Năm qua hội chính lại một lần cho nó rõ, chứ đi hội thảo nhiều khi nghe con được hay không. à, có tài liệu mà đâu, chú thử đọc lại cái tài liệu cho chính coi thử coi đúng không. Đây nè, con có tài liệu nè. Khoan 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 khoan, Dạ. mấy năm mới mua cái công nghệ thông tin nè, để mấy năm ghi âm lại về cho nó chắc. Chữ chưa, bây giờ con đọc cho chính nghe thử nha. Trước tiên á là cái sản phẩm mà An Nông Rau Phu Vích 666 và cái An Nông Rau Ca Ca Phu Mít 666 đó, nó có hai thành phần chính là Phu Vích Acid chiết xuất từ than bùn. Cái này á nó kích thích cho những vi sinh vật có lợi trong đất, giúp phát triển và phân hủy chất hữu cơ trong đất, hạ được phèn, chống được mặn và điều kiện khô hạn, giúp cho cây lúa có thể hấp thu được tốt dạng phân dễ tiêu do cái vi sinh vật nó phân hủy. À, còn cái thứ hai, là humic acid nó sẽ kích thích ra rễ, tăng khả năng hấp thu phân bón, tăng khả năng giữ nước cho cây lúa và đất ở giai đoạn mạ thì tốt cho cây mạ phát triển mạnh. À, có nhiều rễ rễ ăn sâu vô đất nó sẽ giúp cho cái chồi nó sẽ khỏe hơn và tránh đổ ngã về sau đó, thì chẳng có nói mới năm á. Nhưng mà ở giai đoạn 20 ngày bắt đầu nó đẻ nhánh á, thì mình dùng An Nông Rau 30 10 10 để kích thích đẻ nhánh rất là Dạ. tốt. Thì hồi nãy cho mọi người nó cũng có nói luôn nè, nhưng mà sao cô nói là sau thêm 10 ngày nữa đó là mình dùng cái An Nông Rau cứng cây gồm bốn thành phần chính, Đúng rồi. đó là kali, calcium, silic và chitosan, Đúng rồi. là những cái chất tạo cho cái mô tế bào của cây cứng khỏe, giúp cây lúa tạo ra hạt đồng to, nhiều hạt trên bông, chống lại sự đổ ngã của giai đoạn về sau. Hai cái này đều là chống cái sự đổ ngã hết. Quá Má đã Năm luôn. biết rồi, kali thì nó giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, À. calcium thì nó giúp cho tế bào và mô cứng chắc, Dạ. lá lúa thẳng, cứng cây lúa khỏi sợ bị ngã đổ sau này. Nè còn nữa là chính coi đúng không nè, silic nó giúp cho cái lỗ khí khổng ở trên lá nhỏ lại, giảm mất nước qua lá trong điều kiện nắng nóng. Ngoài ra silic còn giúp cho cái lá cứng chắc, đứng thẳng, không lo bị bọ trĩ, giống như là người mình hay gọi là bị đúng lạc rồi đó. đúng rồi đúng rồi đó. Tấn công cây lúa, silic trong đó lá lúa nó sẽ dẫn xuống rễ, tăng cường carbon trong đất. Nếu đất có carbon là tức là oxy trong đất thì vi sinh vật phát triển nhiều, nếu vi sinh vật phát triển nhiều thì chúng ta sẽ né được ngộ độc hữu cơ, thành ra là silic là rất là hay. Ở trong cứng cây đó có một cái loại chất nữa, đó là chitosan. Cái chất này là kích thích
hệ kháng bệnh trong cây của mình. Đó, vì vậy mà khi mà sử dụng cái cứng cây đó có chitosan này nè, nó sẽ giúp cho kháng lại được một số bệnh do vi sinh vật gây ra. Vi sinh vật là giống như là nấm nè, vi khuẩn nè, tuyến trùng nè, virus nè. Đó, bởi vậy cho nên chitosan được người ta ví như là vaccine của thực vật rất là tốt. Do đó mà hồi nãy vợ chú Bình nó có gọi cho cô Chính hỏi về cái cứng cây này nè. Cô Chính cũng khẳng định cứng cây là một trợ thủ đắc lực cho người nông dân canh tác bất kể cái loại cây nào, nhất là cây lúa ở giai đoạn cuối, giúp cho cây lúa của mình nó trổ bông ra hạt cứng chắc ha, thì nó không bị ngã đổ, thì là mình thu hoạch sẽ được tốt hơn. Nãy giờ mới năm thu nè, về mới năm mở nghe nhiều cho nó hay, cho nó nhớ. Nhưng mà nhớ rằng là bón phân mình cũng phải bón cân đối, vừa phân bón gốc, vừa phân bón lá, mà tất cả đều phải bón cân đối thì mới có hiệu quả cao đó nha. Rõ, năm đi năm chưa? Mà qua đây á là nghe Chính nói cũng đúng là rõ hơn thiệt, nó dễ dễ tiếp thu hơn. Trên kia thì nó nói nhiều không nghe. Mà chắc thôi có gì mình về má hả? Thôi mình về. Thôi bây giờ trước khi về Chính tóm tắt vậy nè. Dạ. Có nghĩa là khi đầu vụ á thì mình dùng phu vít 666 hoặc là cao humic. Dạ. Để mà bón cho cái bộ rễ tốt, để cây non mà cần bộ rễ tốt để bám đất rồi hút dinh dưỡng nuôi cây. Giai đoạn lớn hơn một tí nữa bắt đầu mà cần cái việc mà để chồi, để nhánh rồi đó, thì mình sẽ dùng 30-10-10. Sau khi dùng 30-10-10 cái nhánh nó non mà, thì mình dùng cứng cây để cho cây nó cứng tốt khỏe. Rồi cái giai đoạn này thì là giai đoạn khoảng sau 30 ngày đó, thì cái bộ lá của mình nó tốt rồi. Rồi bắt đầu tới giai đoạn làm đồng thì cái bộ lá đồng là bộ lá nuôi cho cái bông lúa của mình. Vì vậy mà khi đó chúng ta lại sử dụng cao mít 666 nhưng mà lại bón qua lá. Vì lúc này cái đường vận chuyển từ lá lên cái bông nó gần hơn cái đường vận chuyển từ rễ lên cái bông đó. Và nếu giai đoạn này nếu chúng ta thấy là cái lúa mình vẫn chưa đủ cái độ cứng để mà mang cái bông lúa của mình, thì chúng ta sẽ xịt lại một lần nữa cứng cây đó. Và cuối cùng để phòng trừ lem lép hạt, chúng ta nên cộng với lại siêu việt bởi vì siêu việt nó là một cái chất để giúp cho cái bông lúa mình vô hạt thiệt tốt, và cái anovin đã giúp bị chống lem lép hạt. Do đó siêu việt cộng với lại anovin giúp cho cây lúa mình vàng sáng chắc hạt lúa. Cái này con nghe rồi, con nghe được cái chữ vàng sáng chắc hạt rồi, mà hôm nay Chính nó cũng không biết là anovin cộng siêu việt. Đúng. Thì được rồi ha má ha. Rõ quá rõ, còn gì nữa. Thôi về má ơi. Về, đây để má ra ghé chợ mua đi rau đắng đi. Cho Chính tô. Đúng rồi. Về cô.